Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, cùng với sự quyết tâm của gần 2.850 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an Nhân dân, lễ giao nhận quân năm 2024 đã diễn ra nhanh, gọn, chặt chẽ và đúng quy định. Phát huy được vai trò của cả một cái hệ thống chính trị cùng với là toàn dân, thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và luật nghĩa vụ quân sự đến từng công dân. Vì vậy mà đã nâng cao được cái ý thức trách nhiệm cho công dân và an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Năm nay, toàn tỉnh có gần 2.850 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, gần 2.410 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gần 440 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để đảm bảo chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024, ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái ban ngành của huyện cũng như là cấp ủy chính quyền các cái xã thị trấn thì thường xuyên quan tâm đến gia đình của các công dân nhập ngũ đợt này, những các cái khó khăn, rồi đoàn thanh niên, đặc biệt là đoàn thanh niên, chỉ đạo đoàn thanh niên thì có cái sự mà giúp đỡ đối với các cái gia đình các cái quân nhân nhập ngũ đợt này. Có được kết quả này, ngoài sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sâu sát của cấp ủy chính quyền, sự tham mưu trúng đúng kịp thời của cơ quan quân sự công an, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, còn có một yếu tố quan trọng, đó là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có gia đình của các thanh niên trúng tuyển năm nay. Chắc chắn rồi, khi mà con được khoác trên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì gia đình rất là tự hào, rất là vinh dự. Và cháu được trúng tuyển, cũng mong là vào trong quân đội, cháu sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt. Con lớn lên đăng ký tuổi nghĩa vụ quân sự để cho nối tiếp bước cha anh của truyền thống của gia đình. Thế là cháu đăng ký vào bên công an, nghĩa vụ công an, thì cháu thấy phấn khởi. Gia đình động viên cháu là vào đấy cứ yên tâm, đơn vị giao nhiệm vụ thì hoàn tất hoàn tốt. Nhờ làm tốt các khâu tuyển chọn nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay của tỉnh đạt cao về cả sức khỏe và trình độ học vấn. Trong số gần 2.850 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, có hơn 63 công dân đạt sức khỏe loại 1 và 2, trình độ văn hóa, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 44,5%, 34 công dân có trình độ đại học, 38 công dân có trình độ cao đẳng, 4 công dân có trình độ trung cấp, đảng viên chiếm 0,31%, đoàn viên gần 99%, công dân là người dân tộc thiểu số chiếm 59,6%. Đặc biệt là có gần 600 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Công tác tuyển quân năm nay của huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai thì cơ bản là bảo đảm về chất lượng chính trị cũng như là hồ sơ, sức khỏe. Và bên cạnh đó thì trình độ văn hóa thì tương đối cao. Đối với đơn vị thì cơ bản thì khi mà đón nhận trên 100 đồng chí ở huyện Đắk Đoa về đơn vị công tác, học tập cũng như rèn luyện thì ở đơn vị cũng cơ bản bảo đảm về cơ sở vật chất cũng như là một số nội dung để đón nhận chiến sĩ mới. Tiếng trống hội tòng quân vang dội đã thôi thúc gần 2.850 công dân nhập ngũ năm 2024 của tỉnh Gia Lai hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Bước trên cầu vinh quang, mỗi chiến sĩ trẻ đã xác định rõ vai trò, trọng trách của bản thân để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng truyền thống quê hương Gia Lai anh hùng. Và tâm thế của em thì em cũng luôn luôn sẵn sàng để góp ích một phần công sức nhỏ nhỏ của mình cho an ninh, bảo vệ Tổ quốc ạ. Em rất là vui và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Chúng em sẽ cố gắng rèn luyện thành một chiến sĩ vững mạnh, vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành
như anh trong toàn quân. Gió du cây, cành lá tương bừng đùa vui, anh trai làng có đi trên rừng mùa xuân.